thời điểm không nên uống nước cam nếu như mà không muốn gây hại đến sức khỏe, anh chị đã biết chưa? Hầu như ấy thì ai cũng thích uống nước cam bởi vì nó ngon, nhiều vitamin C và giải nhiệt rất là tốt. Tuy nhiên thì dù nó tốt nhưng mà không phải anh chị cứ uống vào thời điểm nào thì nó cũng tốt đâu nha. Và thậm chí là nó còn phản tác dụng nếu như mà anh chị uống vào 3 thời điểm này nữa đấy. Một đó là không nên uống nước cam trước khi đi ngủ, bởi vì trong quả cam nó có chứa rất là nhiều thành phần vitamin C. Nó sẽ làm cho chúng ta bị khó ngủ, làm cho dạ dày của anh chị khó chịu và hàm lượng axit sẽ bị tích tụ trong răng và làm mòn men răng nữa đấy. Hai đó là không nên uống nước cam khi mà bụng đói, vì hàm lượng axit có trong quả cam nó sẽ bào mòn niêm mạc dạ dày, tăng tiết dịch vị axit gây đầy hơi, ợ chua, thậm chí là viêm loét dạ dày anh chị nhá. Ba đó là chúng ta không nên uống nước cam ngay sau khi uống thuốc tây, bởi vì trong quả cam nó có chứa một số thành phần sẽ làm giảm tác dụng của một số loại thuốc đấy. Các anh chị hãy chọn thời điểm uống nước cam thích hợp và hãy tránh xa ba cái thời điểm này ra để bảo vệ sức khỏe anh chị nhá. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.